Các vùng biển của Quảng Ninh như là vịnh Hạ Long, rồi bãi Tử Long hay đảo Cô Tô. Và ngày hôm qua trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh của clip về một con cá heo đang bơi trên mặt nước vị trí Năng Nguồn, vùng biển vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào ngày 27 tháng 3 thì hai con cá voi trắng cuội đuôi bơi lội trên mặt biển đã xuất hiện tại vùng biển Vân Đồn gần cảng tàu Áo Tiên. Riêng vùng biển Cô Tô từ năm ngoái cho đến nay liên tục xuất hiện nhiều cá heo, cá voi.